làm cho em có dặn cửa để có công an chuyện làm cơ sở làm ra tiền nuôi con đó đó. Mà nói bây giờ vậy đó. Chồng bình tĩnh tháo từng cánh cửa mang đi sau khi ly hôn vợ. Ở với nhau không thể hạnh phúc thì sau khi ly hôn cũng nên dành cho đối phương sự tôn trọng cuối cùng. Việc ứng xử thế nào cho văn minh lịch sự khi mối quan hệ tan vỡ cũng là một điều cần được thực hiện. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng dễ dàng làm được điều đó. Mới đây, những đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng sau ly hôn đến dỡ cả cửa shop đồ của vợ cũ gây chú ý. Theo đó, anh ta dẫn theo một người thợ đến dỡ hẳn cửa cuốn xuống mặt cô gào thét. Cho mày biết đó, đó hư hao cái gì là mày đền cái đó. Trời ơi, nó làm cho em phải dặn cửa để có công an chuyện làm cơ sở làm ra tiền nuôi con đó đó. Mà nói bây giờ vậy đó. Người chồng vẫn mặc kệ thoải mái dọn đồ, cắt cửa bê đi. Một lúc sau, anh chồng định vào bê tiếp đồ ở shop đi thì chị vợ giữ lại. Cái này là của tao, mấy cái này của tao hết. Của mày chỉ là có cái dặn cửa với cái đó thôi. Cái này là cái đồ của mày. Một người phụ nữ có tuổi khác được cho là mẹ của vợ cũ cũng xuất hiện, ném đồ của anh ta ra đường. Nè nè, bây giờ nhà tao, tao không có cho để gì lên ra đường này. Lên ra đường đấy. Hai mẹ con yêu cầu người chồng đưa dàn cửa và những thứ đồ của anh ta rời đi. Bà đã lao ra ném luôn một số đồ ra đường. Anh ta lao ra nhặt lại và tiếp tục nhặt nhạnh đồ đạc. Người chồng vẫn tiếp tục bê đồ ra ngoài, bất chấp những lời gào thét xung quanh. Anh đưa đi toàn bộ, chẳng để lại thứ gì, cho dù nhỏ nhất. Trời ơi, tới cái ghế cũng đem về, nó phải về hồn không? Đúng là một màn chia tay đòi quà thật sự. Dù dân mạng tò mò câu chuyện đằng sau như thế nào mà lại đến nông nỗi này. Một bình luận được cho là quen biết với hai nhân vật đã tiết lộ như thế này. Chưa rõ thực hư sự việc ra sao, nhưng ly hôn dỡ luôn cả cửa mang đi đúng là hành động gây xôn xao thật sự. Nói gì thì nói, không còn gì với nhau nữa, cũng nên giữ lại cái văn minh lịch sự trong tất cả mọi chuyện.